Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh yêu quý. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Hạnh, giáo viên trường mầm non Sao Mai, phường Mậu Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Do tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mà cô và các con lại phải tạm xa nhau. Cô biết chắc các bạn trong thời gian nghỉ dịch ở nhà sẽ rất buồn vì nhớ cô và các bạn đấy. Chính vì thế, trong ngày hôm nay, cô Hạnh sẽ làm một video khoa học vui với tên gọi Hoa nở trong nước để hướng dẫn các con làm tại nhà nhé. Và để thực hiện được thí nghiệm hoa nở trong nước, cô xin nhờ các bậc phụ huynh chuẩn bị cho các con một số đồ dùng sau: giấy, bút chì, bút sắc màu, kéo. Ngoài ra, các bậc phụ huynh chuẩn bị thêm cho các con một bình nước hoặc một chậu nước nhỏ nữa. Và bây giờ, các con đã sẵn sàng cùng với cô Hạnh làm thí nghiệm hoa nở trong nước chưa nào? Đầu tiên, cô dùng bút chì vẽ lên trang giấy trắng một bông hoa, nhị hoa và các cánh hoa. Sau khi vẽ xong, cô dùng màu tô nhị hoa. Và cánh hoa. Khi tô, chú ý không để trơm màu ra bên ngoài. Sau khi tô xong, cô dùng kéo cắt bông hoa. Khi cắt, chú ý cắt theo đường viền của cánh hoa. Cô đã cắt được một bông hoa rồi. Bây giờ cô sẽ gấp từng cánh hoa để tạo thành nụ hoa. Cô cũng đã chuẩn bị thêm rất nhiều các nụ hoa khác với nhiều màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau đấy. Ở nhà, các con cũng hãy chuẩn bị thật nhiều những nụ hoa như thế này nhé. Bây giờ cô sẽ thả những nụ hoa này vào trong bình nước. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Wow! Những nụ hoa đã dần nở ra thành những bông hoa rất là đẹp rồi đây này. Đây là bông hoa màu hồng đang nở, bông hoa màu đỏ, một bông hoa màu xanh rất là độc đáo, một bông hoa màu vàng cam. Những bông hoa nở ra trong nước trông thật là tuyệt phải không các con? Với những đồ dùng và thao tác vô cùng đơn giản mà cô Hạnh vừa hướng dẫn, cô tin chắc rằng các bạn nhỏ sẽ nhanh chóng làm được thí nghiệm hoa nở trong nước cho riêng mình. Các con sẽ nhờ ông, bà, bố, mẹ ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu đó và gửi lên Zalo nhóm lớp hoặc trang web của trường mầm non Sao Mai để khoe với các cô và các bạn nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.